Hi, mình chào tất cả người anh em nha. Hôm nay Như ý vừa vờ được một lô pincer, phải nói là rất là đẹp nha nè. Đẹp, có những con phải nói là đẹp thiếu sót, đẹp như mới luôn. Cái lô này về đúng cái dịp lễ 30 tháng 4 một năm sắp tới luôn. Anh em nhanh tay mua sắm cho nhà mình một con về trải nghiệm ha. Mình sẽ đi vào clip chi tiết báo giá từng con cụ thể ha. Đầu tiên thì mình sẽ báo giá hai con Mackie 1402 VLZ3. Hai con thì tình trạng hàng hóa thì đẹp như nhau ha. Đẹp như nhau. Một con nút trắng, một con hơi nút vàng vàng ha. Thì hai con này, cái con nút vàng vàng này thì mình bán giá 6 triệu ha. 6 triệu. Còn cái con nút trắng trắng như này là mình bán 6 triệu 2. Con này thì chạy được điện áp 220 ở Việt Nam mình ha. Đấy, rất là đẹp. Anh em chốt con nào thì alo dễ ha. 0909043679. Gần cửa hàng thì ghé qua 176 đường Trần Phú, Dương Trì, Tây Phú, Bình Định để được xem hàng ha. Test hàng cụ thể luôn. Và một con Tapco. Tapco là một dòng mixer của Mỹ. Nó như Mackie giống như một nha nè. Tapco con này có effect. Có effect 16 hiệu ứng luôn ha. Một hiệu ứng như vậy thì tương ứng với 16 hiệu ứng bên này nữa. Là tính lên nó rộng lắm á. Rộng thì effect lắm. Con hàng Nhật về thì rất là đẹp. Cái con này kết nhất là cái má màu xanh này. Má màu vàng, mình nói nhầm ha. Má màu vàng rất là đẹp không? Rất đẹp, nhôm ha. Con này có effect ha. 8 like, mình bán giá hữu nghị cho anh em nghịch lễ luôn. 4 triệu rưỡi ha. Con này điện autovol nha anh em, autovol. Hàng Nhật về thì tem bát đầy đủ, điện autovol. Rồi. Tiếp theo là một con mixer Yamaha MG16-6FX. Con này là 16 line, có effect. Có effect của Yamaha. Và hiệu chỉnh được luôn ha. Hiệu chỉnh được bằng cái nút parameter đây. Hiệu chỉnh được hết ha. Có airway laser luôn. Con này thì cũng không xe lẻ với anh em mình rồi ha. Mình chỉ quay chi tiết ha. Cái này là keo họ bên Nhật họ dán. Mình chưa tháo ha. Chưa vệ sinh kỹ. Con này là được sản xuất tại China anh em ha, made in China. Một con mixer controller rất là đẹp, nhìn cái nút là anh em biết đẹp. Con 16 line này mình bán giá 6 triệu rưỡi nha anh em, 6 triệu rưỡi. Để lại đây con. Rồi, tiếp theo một con nhỏ nhỏ. Yamaha luôn đi, MG12-4FX. Có effect ha. Có effect con này 12 line có effect. Đây. Con này sản xuất ở đâu không ghi ha. Con này không thấy tem bát ở đâu hết. À đây, tem nó nằm chỗ đây. Mà do nó dán cái mã số Indonesia nha anh em. Con này Indonesia. Con này có phát đầy đủ ha. Con này giá 4 triệu rưỡi nha anh em. 4 triệu rưỡi. Rồi. Tiếp theo đây là một con mixer Phonix. Phonix cũng là một thương hiệu của Mỹ luôn nha anh em. Con này bên Nhật họ dùng họ có dán tem chữ luôn cũng còn nguyên. Con này nó liền công suất, có công suất sẵn luôn. Có effect này, có option này. EQ của nó là 1 2 3 3 tone ha. Có EQ laser luôn. Effect số luôn anh em không? Effect số đi cái thùi effect luôn. Con này dây mẹ cao lên tới 40 bit luôn anh em không? 40 bit luôn. Con này có công suất, coi thử công suất được bao nhiêu. Đây, có công suất này ha. Công suất nguồn là tiêu thụ đầu vào 1500W điện. Dữ quá ha. Con này thêm ước tính chắc tầm đây 400W. 400W ở 4 ôm. 400W ở 4 ôm một kênh ha. Con này có cái cầu điện áp. Mỹ thì chơi 115V mà châu Âu thì 230 ha. Mình về thì mình gạt qua cái chốt này 230 ha. Hai cái đắt này là hai đắt cắm loa ha, cắm loa bằng speaking hoặc là đắt sau ly. Con này liền công suất ngon luôn anh em ơi, 400W một kênh dữ quá ha. Trời nó nặng lắm nha. Trời dưới này nó có cái sơ đồ đẹp luôn ha. Rồi. Con Phonix 1860 liền công suất anh em ha. 400W một kênh ở chế độ 4 ôm. Con này giá bán 7 triệu rưỡi anh em ha, 7 triệu rưỡi. Rồi, tiếp theo tới Mackie.
Mickey 1604 VLZ3. Con này thì tình trạng hàng hóa thì đẹp, anh em nhìn thấy là biết đẹp rồi này. Nút nó đánh phếu phiêu luôn không? Đẹp. Nhưng mà nó có hai vết trầy này. Trầy đây là do vận chuyển nha anh em. Trầy vận chuyển nha. Đây nữa này. Đó, do hai cái mạch mixer nó chè lên nhau đây. Chứ còn nếu mà cũ thì cái chỗ này chắc chắn nó sẽ cũ. Đây cũng vậy rồi này. Đẹp lắm. Mạch sâu này. Lật lên con cho anh em xem. Cái hàng ốc inox nó trắng tinh luôn không? Trắng tinh vì vậy là không lý do gì mà nó cũ hơn. Đó, còn cái mông nữa này. Mông lan cót. Đó. Siêu láng luôn không? Hay, thôi hai con này trời thì mình bán 8 triệu con ha. 8 triệu con. Đấy, con này cũng vậy ha, con nào cũng 8 triệu hết. Rồi. Tiếp theo là một con Mackey Onyx 1220, dòng RM Onyx chip hiện đại mới nhất ha. Con này RM nó tuyệt vời luôn. RM mic khỏi chơi luôn, hát chay cũng hay luôn. Con này giá 8 triệu rưỡi ha. Nó đẹp, đẹp như mới luôn. Đẹp như mới. Đó, anh em thấy chưa? Đẹp như mới không? 8 triệu rưỡi một con ha. Kéo lại đây luôn. Đây là một con Phonix Mini nữa nè anh em ơi, Phonix MU1722. Có effect. Con này có tổng cộng là 12 like ha, có rub luôn không? Con này cũng được auto gold luôn. Con này cũng được auto gold luôn ha. Con này giá 4 triệu rưỡi ha. Rồi một con Mackey Ro FX8. Mackey Ro FX8 ha. Con này có effect đầy đủ, điện auto gold ha. Đẹp lắm, nói chung hàng vải nhập vừa đẹp. Nhưng mà vận chuyển thì nó móc ghẻ này, mấy chỗ móc ghẻ này mình sẽ bớt tiền cho anh em ha. Coi thử bên này có ghẻ không. Đây nữa này, cái móc vỏ nhựa thôi nha. Mình không thích thì mình tháo cái vỏ này mình bỏ ra còn được chẳng sao hết. Con này giá 5 triệu rưỡi nha anh em. 5 triệu rưỡi. Và đây là một con mixer số. Một con mixer số của hãng Panasonic anh em ha. Panasonic model đó là VWR-D01. RAM xè với Panasonic cũng là một hãng luôn ha. Chung một hãng. Tình trạng hàng hóa thì con này khỏi giới thiệu đi. Đẹp như mới luôn ha. Đẹp như mới. Con này giá 10 triệu anh em ha. 10 triệu. Đây là một con Elite Z10 FX của Anh Quốc ha. Hàng này thì được sản xuất tại China nhưng mà phải nói là đẹp như mới, đẹp thiếu sót. Anh em nhìn là biết ha, chứ không phải con nào mà nói đẹp như mới hết là vô lý ha. Đẹp thì nó đẹp mà xấu nó xấu. Con này thì điện auto gold ha, auto gold. Con này giá 6 triệu 9 nha anh em, 6 triệu 9. Đấy. Và đây là một con 802 VLZ3. Nhỏ gọn Mixer Mini. Nó còn mini nhưng mà nó còn được cái thùng giấy. Con này chạy adapter rời không? Chạy adapter rời. Đẹp, adapter rời đẹp. Còn thùng giấy. Nhưng mà nó có chạy ở chỗ chữ này. Chạy chữ này. Thì mình bán giá hữu nghị cho anh em mình nghịch luôn ha. Bán giá rất rất hữu nghị luôn. 2 triệu rưỡi ha. 2 triệu rưỡi con này thì quá rẻ hả? Rồi. Và đây là hai con Mixer Mackey Onyx 1640. Đời Onyx thì anh em không có quan tâm về chất lượng của nó. Chất lượng của nó trên kẻ tuyệt vời rồi. Vấn đề là giá thôi. Bởi vì những dòng này xuất xưởng có giá rất là cao. Những con này mà đập hộp ra phải trên 40 mấy triệu. À, thì hôm nay mình vừa được hai con này. Con ở trên đây là màu trắng này. Nút màu trắng thì giá là 13 triệu ha. Còn con ở dưới đây nút hơi ngã vàng tí là giá 12 triệu 500 ha. Đấy, anh em chốt được con nào thì liên hệ trợ ý ha. Kéo lại con này không. Rồi. Tiếp theo đây là con Mackey 1402 VLZ. Con này là điện 110 ha, sản xuất tại Mỹ. Con này giá 5 triệu rưỡi. Đó. Ở đây là con 1604 VLZ rồi. Con này đẹp lắm nha, đẹp còn tài sách luôn. 1604 VLZ rồi, còn tài sách bán giá 8 triệu ha. Đây là một con mixer số Elite WU16. Con này chạy màn hình cảm ứng luôn nha nam, màn hình cảm ứng này. Con này thì cũng giống như là thiếu thùng xốp, còn kẹt tô lô này. Đó, anh em thấy chưa? Hàng bãi mà đánh họ xài không hiểu sao họ cẩn thận đến mức cái độ kẹt tô lô rồi là còn luôn, mà con này là chỉ mất thùng xốp thôi. Con này giá hãng bán đâu đó trên 60 triệu, gần 70 mấy triệu. Có đơn vị bán 72 triệu, có đơn vị bán 6 mấy triệu. Anh em không tin mình cứ lên Google search ha, là biết được cái thông số Elite WU16.
Con này hôm nay mình có một con hàng bãi bán giao lưu với anh em 32 triệu ha. 32 triệu. Và một con Mackey Service MK2. Con này thì hết nước chấm luôn. Bao nhiêu năm tháng mà nó đẹp như này là không còn gì mà bàn cãi nữa ha. Con này là có crossover luôn nè anh em, có crossover này. Có crossover kết xích tần số 75Hz. Mình cấp tín hiệu từ out ra xuống main là cái con này đánh súp được luôn ha. Có hai phát số luôn, hai phát số này. Có ốc sen đầy đủ, nói chung là không thiếu gì hết. Một con mixer đầy đủ, tích hợp đầy đủ hết, không thiếu cho công năng gì hết ha. Service 16 MK2 la mã, giá 11.500 nha anh em, 11.500. Và cuối cùng là một con cực kỳ xinh xắn của hãng Watchfinder Anh Quốc. Con này liên công suất, có effect ha. Con này thiết kế rất là nhỏ gọn và đẹp. Effect con nó rất là rộng nè, rộng. BM Mic 500. Anh em thấy màu đen rồi ha. Con này nó liên công suất luôn nè, có công suất hai đường ra lo. Đó, điện áp thì 100 đến 120 ha. 120. Con này được sản xuất tại China nha anh em, China. Hàng Anh Quốc nhưng mà nhà máy đặt tại China, made in China. Đó. Con này thì mình bán giá giao lưu với anh em cho vui ha, 5 triệu, quá rẻ luôn. Nhỏ gọn. Hàng Nhật về thì anh em an tâm công tác, đẹp lắm. Đó, quay gấp cạnh luôn. Không có chày, không có bỡ, không có gãy. Con này còn nghiêng đai nghiêng kiện luôn này, không có chày, không bỡ, không gãy ha. 5 triệu con mixer liền công suất, anh em đi chơi đi du lịch sách đi là ngon luôn. Nhẹ nữa. Con này chắc tầm cỡ 5 kg, 4 đến 5 kg giống nữa đó anh em ha. Rất nhỏ gọn đẹp. Con này thì mang đi chơi thì tuyệt vời đó, kèo kéo di động là nhất. Rồi, mọi chi tiết thì người anh em vui lòng liên hệ qua địa chỉ này ha. Qua địa chỉ này. À, có số điện thoại, có địa chỉ. Anh em cần tới nhà test cụ thể thì alo cho ý đón ha. Rồi, thân ái chào người anh em.